xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình mời quý vị cùng đến với những phân tích tình hình chính trị kinh tế thế giới cập nhật tin tức quốc tế quân sự an ninh thế giới mới nhất 24 giờ cùng với kênh tin tức Việt sau đây sẽ là mục điểm tin. cảnh báo vũ khí hạt nhân mini sẽ đến Kyiv phớt lờ những cảnh báo của nga về nguy cơ leo thang xung đột rất có thể trong thời gian tới Washington sẽ chuyển vũ khí hạt nhân mini cho Kyiv. Theo cựu sĩ quan cơ quan tình báo Trung ương Mỹ, Ray McGovern, bước tiếp theo mà chính quyền Tổng thống Biden thực hiện khi trang bị vũ khí cho Kiev rất có thể là cung cấp vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ. Chúng ta sắp hết đạn, Tổng thống nói. Được rồi, hãy cung cấp thêm đạn dược cho người Ukraine. Và các cố vấn của ông nói, chúng ta gần cạn kiệt kho vũ khí, vậy chúng ta còn gì nữa? Cha, chúng tôi không còn đạn pháo 155mm nào cho pháo của mình, nhưng chúng tôi có thể cung cấp cho chúng đạn chùm. Bây giờ chúng tôi đang cung cấp cho họ uranium nghèo. Và bước tiếp theo là gì? Bước tiếp theo sẽ là những quả bom hạt nhân cỡ nhỏ. Chúng tôi sẽ cung cấp cho Kiev loại vũ khí đó. Ông Mark Goven nói, cựu sĩ quan CIA bày tỏ lo ngại sâu sắc rằng nhiều người Mỹ tiếp tục chuẩn bị dẫn đến cuộc chiến với Nga và chấp nhận một tình huống có thể xảy ra là chính quyền Mỹ điều quân đến Ukraine trong nỗ lực làm suy yếu nước Nga và giáng một thất bại chiến lược lên Moscow. Ông Markoven cảnh báo đây là tình huống có thể nhanh chóng leo thang thành một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện. Kể từ những năm 80, chưa hề có bất kỳ mối đe dọa thực sự nào từ Nga. Bạn có thể nghe người ta nói Nga muốn Ukraine, muốn lấy Ba Lan và vùng Baltic. Đó là tất cả những thông tin thất thiệt do Mỹ, Anh và một số thành viên NATO đưa ra. Đây là một cuộc chiến phòng thủ, một cuộc chiến phủ đầu nếu bạn muốn Tổng thống Nga Putin đã không còn lựa chọn nào khác. Và đó là lỗi của ai? Đó là lỗi của chúng tôi và tôi có thể chứng minh điều đó cho bạn thấy. Ông Mark Goven nói, ông Goven là một trong số những nhà bình luận ở Mỹ cảnh báo về mối nguy hiểm ngày càng tăng của một cuộc đụng độ trực tiếp giữa Washington và Moscow. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng tuyên bố rằng khối này cần phải chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài ở Ukraine, nhắc lại rằng cuộc xung đột là lỗi của Nga và trong liên minh tất cả chúng ta đều mong muốn có được nền hòa bình nhanh chóng. Ông Magoven cho biết nhận xét của Stoltenberg không phù hợp với diễn biến của cuộc khủng hoảng Ukraine, bao gồm cả các động thái của chính phủ Mỹ và Anh vào mùa xuân năm 2022 nhằm phá hoại một thỏa thuận hòa bình có thể có giữa Kiev và Moscow. Trước đó, phương Tây cũng đã quyết định từ chối một cặp của NATO về các hiệp ước an ninh toàn diện do Moscow đề xuất vào cuối năm 2021 nhiều xe tăng thiết giáp phương Tây cung cấp cho Ukraine đã bị hư hại do chiến sự, khiến Kiev gặp khó khăn trong sửa chữa, phục hồi. Mỹ và đồng minh đã chuyển cho Ukraine hàng nghìn xe tăng thiết giáp kể từ đầu chiến sự, trong đó có nhiều mẫu hiện đại như Challenger 2, Leopard 2, Bradley nhằm giúp Kiev chiếm ưu thế trên chiến trường. So với phương tiện do Liên Xô sản xuất, các dòng xe tăng thiết giáp phương Tây được thiết kế vững chãi hơn, cùng khoang chứa đạn riêng biệt nên thường chỉ mất khả năng di chuyển chứ không bị phá hủy hoàn toàn khi trúng đạn, giúp kíp lái có thể thoát ra ngoài an toàn. Đổi lại, chúng thường có trọng lượng lớn và chi phí chế tạo đắt đỏ hơn. Khoang chứa đạn của xe tăng Leopard 2 được gắn trên tháp pháo và phát nổ ở bên ngoài khi bị bắn trúng. Chuyên gia quân sự David Asi của tờ Forbes cho biết, trong khi đó, xe tăng Nga bố trí khoang chứa đạn ở dưới tháp pháo. Khi chúng đạn phát nổ, nó sẽ thổi bay tháp pháo. Jack Watling và Nick Draynoy, hai nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh Russi nhận định, các dòng xe của phương Tây được thiết kế với mục tiêu đảm bảo sự sống sót của kiếp lái. Còn với các dòng do Liên Xô sản xuất, việc lớp giáp của xe bị xuyên phá đồng nghĩa với thảm họa dành cho những người ngồi bên trong. Theo thống kê của Oryx, trang phân tích thông tin tình báo nguồn mở có trụ sở tại Hà Lan, Ukraine đã mất 16 chiếc xe tăng Leopard 2 trong tổng số hơn 70 chiếc được chuyển giao từ đầu chiến sự, trong đó có 10 chiếc bị hư hỏng. Đối với thiết giáp Bradley, Ukraine mất hơn 50 chiếc, tương đương khoảng một nửa số xe được chuyển giao. Alexander Sloko, binh sĩ Ukraine, cho biết những chiếc xe tăng thiết giáp phương Tây hư hại thường được quân đội Ukraine tìm cách kéo về hộ phương để sửa chữa hoặc giã xác để lấy linh kiện. Quá trình cứu xe bị hỏng trên chiến trường tiềm ẩn không ít rủi ro trước áp lực từ quân đội Nga. Người Nga sẵn sàng tìm những đội làm nhiệm vụ thu hồi phương tiện hư hỏng, binh sĩ Ukraina nói. Các đội cứu kéo xe tăng phải di chuyển trên những con đường hẹp, đồng thời phải cẩn thận để không đi vào bãi mìn, họ phải chấp nhận mạo hiểm. Ukraina đã tái biên chế hàng chục xe công binh MR2 niêm cất trong kho, đồng thời đặt mua thêm nhiều xe thiết giáp cứu kéo từ Mỹ và đồng minh nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng trên chiến trường. Với những xe tăng thiết giáp hư hỏng nhẹ hoặc dễ sửa chữa, quân đội Ukraine sẽ đưa chúng ra khu vực gần chiến trường để nhanh chóng khắc phục hỏng hóc và đưa trở lại chiến đấu. Kiểu sửa chữa này đòi hỏi Ukraine phải có một lượng lớn linh kiện dự trữ. Việc tìm kiếm linh kiện thay thế là một thách thức, đặc biệt là với những dòng xe không còn được sản xuất. Jack Woodling và Nick Draynoy, hai nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, Rusi nói. Những phương tiện hư hỏng nặng sẽ được Ukraine gửi ra nước ngoài sửa chữa. Ba Lan đang sửa xe tăng Leopard 2A4 và xe chiến đấu bộ binh Bradley cho Ukraine, trong khi Đức sẽ khôi phục những chiếc Leopard 2A6 đời mới hơn. Giới chuyên gia nhận định Ukraine sẽ cần nhiều sự hỗ trợ hơn nữa, trong bối cảnh số lượng xe chiến đấu hư hại đang gia tăng. Việc sửa chữa xe tăng thiết giáp của Ukraine nên là ưu tiên hàng đầu với các đồng minh của Kiev trong mùa đông tới và sau đó. A nói, nhu cầu sửa chữa của Ukraine sẽ ngày càng lớn hơn. Tập đoàn vũ khí Rheinmetall của Đức thông báo kế hoạch xây dựng một trung tâm sửa chữa xe tăng ngay tại Ukraine trong mùa hè năm nay nhằm tiết kiệm thời gian vận chuyển. Bà Lan trước đó một tuần cũng khai trương một cơ sở bảo trì tại thành phố Gliwice để sửa chữa xe tăng bị hư hại của Ukraine. Tuy nhiên, năng lực sửa chữa của cơ sở này còn hạn chế do thiếu linh kiện. Buma Labody SA, tập đoàn quản lý cơ sở cho rằng các nhà sản xuất Leopard 2 của Đức từ chối chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ về một số linh kiện xe tăng khiến trung tâm thiếu hụt linh kiện và làm đội lên chi phí sửa chữa. Vào hồi tháng 4, Berlin và Warsaw từng đạt thỏa thuận xây dựng một trung tâm bảo trì chung cho dòng xe Leopard 2 tại Ba Lan, song dự án đã bị hủy bỏ do hai nước bất đồng về chi phí sửa xe. Nỗ lực của các nước nhằm thúc đẩy tốc độ sửa chữa xe tăng cho Ukraine tới nay vẫn chưa hiệu quả. Gustav Grisen, chuyên gia quốc phòng tại Hội đồng quan hệ quốc tế châu Âu nhận xét. Điều này có thể ảnh hưởng lớn tới kế hoạch tác chiến của Ukraine. Năm hướng trong chiến dịch đại phản công mùa hè của quân đội Ukraine, hướng Kameskoi được coi là hướng chủ yếu quan trọng nhất. Nhưng có một nhân tố đã ngăn cản quân đội Ukraine, đó là làng Pitykhaki. Chiến dịch đại phản công mùa hè của quân đội Ukraine được thế giới bên ngoài mong đợi rồi cũng đến. Cho đến nay đã hơn 100 ngày tiến hành chiến dịch trên năm hướng tiến công chủ yếu của quân đội Ukraine vẫn dậm chân tại chỗ mà không nơi nào đạt được kết quả theo kế hoạch ban đầu đã đề ra. Năm hướng tiến công chủ yếu của quân đội Ukraine là cánh Bắc và cánh Nam Bamut, Veliki Novosinka ở Nam Donetsk, Kamenskoi và Orekhiv ở Japorichia, hướng nghi binh là Kherson. Tuy nhiên, hướng Kamenskoi đã bị quân đội Ukraine bỏ rơi từ giữa đến cuối tháng 7. Trên hướng Karmeskoi, quân đội Ukraine mở cuộc phản công vào ngày 4 tháng 6 và mục tiêu chủ yếu là thông chốt qua làng Lokovi, ngôi làng đầu tiên trong khu vực vào khoảng ngày 11 tháng 6. Vào thời điểm đó, quân đội Ukraine dường như đang có phòng độ tốt và nhiệm vụ của các đơn vị trên hướng Karmeskoi có hai nhiệm vụ cụ thể, đó là Theo tờ Military News của Mỹ, sau khi thông chốt qua làng Lokovi, các đơn vị Ukraine tiếp tục phát triển chiến làng Jerebianki nằm trên trục đường T-0812 về phía Tây, tiếp tục tiến về hướng Tây, tiến công Vasileka, sau đó tiến dọc theo sông Dnipro và phối hợp với lực lượng ở Nikopol phía bên kia sông để bao vây nhà máy điện hạt nhân Japorohi. Đánh giá từ việc triển khai của phía Ukraine trên hướng Kamenskoye, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tập trung quân đoàn 10 của họ ở đây, bao gồm lữ đoàn bộ binh cơ giới 117 và 118, đảm nhiệm thê đội 1. Phía sau họ là lữ đoàn bộ binh cơ giới 116 làm thê đội 2. Ngay cả lữ đoàn tấn công đường không số 82, đơn vị chủ lực tinh nhuệ nhất của quân đội Ukraine cũng xuất hiện ở đây vào thời điểm đó. Có nghĩa là Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đánh giá cao hướng Kamenskoye. Thứ hai, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm Vestileka, quân đội Ukraina cũng có thể không cần tiến về phía Tây mà hợp vây với cánh quân ở Orekhip, đánh chiếm đầu mối giao thông Tomak, sau đó tiến thẳng tới Melitopol hoặc Berdyansk và cuối cùng dẫn đến biển Ajot. Nếu thực hiện đúng kế hoạch, quân đội Ukraina sẽ cắt đứt quân đội Nga trên toàn bộ mặt trận phía Nam. Thậm chí một số nhà phân tích còn tin rằng điều này sẽ cắt đứt nguồn cung cấp cho quân đội Nga ở Kherson và Japorohi, buộc họ phải rút lui về bán đảo Crimea. Vì vậy, nếu theo hướng Kameskoi, sau khi đến Vasilika, quân đội Ukraine chọn tiến về phía đông để tấn công Tokumak, hoặc thậm chí tiến thẳng về phía đông nam để tấn công Melitopol, thì cũng sẽ có thể đạt được mục tiêu chiến lược của mặt trận Orekhip Rabotino, thậm chí là đạt được kết quả tốt hơn. Tuy nhiên, kế hoạch thì tròn trịa, hiện thực thì ốm yếu. Mọi ước mơ của họ đều tan vỡ khi một ngôi làng tên là Piatikaki xuất hiện trước mặt quân đội Ukraine. Tại ngôi làng này, Nga và Ukraine đã xảy ra một cuộc chiến bóng bàn kéo dài. Tờ Sina của Trung Quốc cho biết hai bên có qua lại, bạn đẩy, tôi chặn, kéo đẩy liên tục hơn một tháng, giống như mặt trận bóng bàn chưa có hồi kết. Ở xét đầu tiên, quân đội Ukraine đã tấn công làng Piatikaki nhiều lần mà không thành công và vướng phải nhiều bãi mìn. Ở xét thứ hai, quân đội Ukraine tiến vào làng Pitikaki sau khi vượt qua bãi mìn nhưng bị quân Nga đẩy lùi. Từ xét thứ ba trở đi, quân Ukraina và quân Nga đẩy lùi nhau ở làng Pitykhaki. Ai chiếm được làng Pitykhaki sẽ sớm bị đối phương phản công chiếm lại. Ở xét N-1, quân Ukraina rút kinh nghiệm, tiến vào làng Pitykhaki, ngay lập tức giải mìn để ngăn chặn quân Nga phản công. Hiệu quả rất tốt. Mặc dù quân Nga phản công một lần nữa và chiếm lại được, nhưng quân Nga cũng bị tổn thất nặng nề. Ở xét N-2, quân đội Nga đã rút kinh nghiệm và chuẩn bị sớm. Khi quân Ukraine chiếm được làng Pitykhaki, quân Nga không còn phản công nữa mà hướng toàn bộ hỏa lực pháo binh vào quân Ukraine đang đặt mìn. Bắt đầu từ xét N cộng 3, hai bên lặp lại quy trình của giai đoạn trước và lặp lại chu kỳ cho đến khi quân Ukraine không còn dám đưa số lượng lớn quân vào làng Pitykhaki nữa. Trải nghiệm địa ngục không thể chịu đựng được mà ngôi làng Pitikhaki mang lại khiến quân đội Ukraine không còn muốn nhìn thấy nó. Họ không tấn công vào đây nữa mà chỉ cử một lượng nhỏ quân vào làng để trinh sát. Sau khi bị quân Nga phát hiện, họ nhanh chóng rút lui. Nhưng quân Nga phản ứng nhanh, đôi khi đã quá muộn để sơ tán. Quân đoàn 10 là lực lượng dự bị chiến lược của quân đội Ukraine. Các lữ đoàn được NATO trang bị vũ khí, gồm những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 118 không tin vào sức mạnh của quân đội Nga. Họ tiến thẳng tới làng Pitikaki. Sau khi những người sống sót của lữ đoàn 118 từ làng Pitikaki trở về, họ có thể nói với những binh lính Ukraina đã tham gia tấn công vào làng Pitikaki trước đây. Đúng vậy các anh em, các anh nói đúng. Đây thực sự không phải là nơi dành cho con người. Kế hoạch về cuộc tấn công của lữ đoàn bộ binh cơ giới 118 bắt đầu bằng cách vượt qua làng Pitikaki và tấn công trực tiếp vào Jelebianki từ bên cạnh. Cuộc tấn công phía trước bị thất bại lực lượng dự bị phía sau bị cắt đứt. Đội hình đầu nhọn đuôi dài ở giữa bị quân Nga ném bom và pháo kích, đầu đuôi không ứng cứu được cho nhau. Kết quả là lữ đoàn cơ giới 118 tinh nhuệ của quân đội Ukraine được NATO huấn luyện và trang bị đã gần như mất hoàn toàn sức chiến đấu trong trận đánh đầu tiên. Tổn thất lớn như vậy trong một trận đánh là khá hiếm trên chiến trường Ukraine. Nhìn thấy cảnh tượng này, lữ đoàn bộ binh cơ giới 116 và 117 chiến đấu trên hướng này hoàn toàn mất ý chí tấn công vào đây. Họ đi theo lữ đoàn bộ binh cơ giới 118 và rời đi mà không quay đầu lại, di chuyển đến Orekip, Rabotino ở phía đông. Lữ đoàn tấn công đường không số 82, đơn vị chủ lực tinh nhuệ thậm chí còn không tham gia tấn công vào đây. Họ đã rút đi trước và tập trung ở phía bắc thị trấn Orekip, làm lực lượng dự bị chiến dịch trên hướng này. Sau đó, tình hình ở đây không còn thay đổi đáng kể nào nữa. Hai bên đã ngầm hiểu nhau Quân đội Ukraine thỉnh thoảng cử một số trinh sát tiến vào làng Petikhaki. Khi quân Nga phát hiện thì họ rút chạy. Nhiều nguồn tin bắt đầu tin rằng quân đội Ukraine đã từ bỏ mặt trận này. Như vậy trên mặt trận Japorichia, nếu phía đông Orekhip, Robotino, Vebovi sôi động bao nhiêu, thì phía tây Kamenskoi vắng vẻ bấy nhiêu. Quân đội Ukraine có thể đã tổn thất ở làng Petikhaki nhiều hơn chúng ta tưởng tượng. Sự thực là không người lính Ukraine nào muốn nhìn thấy ngôi làng này. VT Khaki. <laughs> cuộc xung đột ở Ukraine có lẽ đã tránh được nếu NATO chấp nhận những đề xuất an ninh của Nga vào tháng 12 năm 2021. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga Leonid Lusky cho hay. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Tổng thư ký NATO Jason Tenberg gần như nói rằng nếu Tổng thống Zelensky và chính quyền của ông ta ngừng giao tranh, Ukraine sẽ không còn tồn tại, nhưng nếu Nga đầu hàng thì sẽ có hòa bình. Tuy nhiên, ông Zelensky đã giữ im lặng trước một nếu khác. Đó là nếu liên minh này không bác bỏ các đề xuất của Moscow về phạm vi an ninh không thể phân chia vào tháng 12 năm 2021 và ngừng sử dụng Ukraine như một thành trì chống Nga, thì cuộc xung đột lẽ ra đã có thể tránh được. Ông Leonid Slutsky cho hay, theo nghị sĩ Nga, để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, phương Tây cần dừng cung cấp vũ khí sát thương, đạn chùm và đạn uranium nghèo cho Ukraine. Trong trường hợp đó, chính quyền Ukraine sẽ không tồn tại được một ngày và Kiev sẽ có một cuộc sống hòa bình bằng cách công nhận rằng các vùng lãnh thổ mới của Nga và Crimea sẽ không bao giờ trở thành một phần của họ nữa. Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo cuộc xung đột ở Ukraine có thể sẽ kéo dài. Hầu hết các cuộc chiến tranh kéo dài hơn dự tính so với lúc chúng bắt đầu, vì vậy chúng ta cần phải chuẩn bị cho cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine, ông Stoltenberg cho hay. Theo Tổng thư ký NATO, chúng ta đều muốn nhanh chóng đạt được hòa bình. Nhưng cùng lúc đó, chúng ta phải thừa nhận rằng nếu Tổng thống Zelensky và Ukraine từ bỏ chiến đấu, thì đất nước này sẽ không tồn tại nữa. Nhưng nếu Tổng thống Putin và Nga hạ vũ khí xuống, thì chúng ta sẽ có hòa bình. Ông cho rằng cách dễ dàng nhất để chấm dứt cuộc xung đột là Tổng thống Putin rút quân. Ông Sơn Thần cũng nhắc lại, việc Ukraine gia nhập liên minh sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Nga và Ukraine sẽ đối mặt nhau tại Tòa án Công lý Quốc tế vào ngày 18 tháng 9 vì vụ kiện xoay quanh tuyên bố của Moscow rằng họ mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine để ngăn chặn nạn diệt chủng. Ukraine đã đưa vụ việc lên tòa án cấp cao nhất của Liên Hiệp Quốc chỉ vài ngày sau khi cuộc xung đột với Nga bùng phát vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Kiev cáo buộc Moscow lạm dụng luật pháp quốc tế khi lấy lý do ngăn chặn nạn diệt chủng ở miền đông Ukraine làm cái cớ để mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này phía Nga muốn bác bỏ vụ kiện, đồng thời phản đối quyền xét xử của Tòa án Công lý Quốc tế, ICG. Moscow tin Ukraine đang sử dụng vụ việc như đường vòng để có được phán quyết về tính hợp pháp tổng thể cho hành động quân sự của mình ở miền đông đất nước. Cho đến nay, Ukraine đã vượt qua một trở ngại khi ICG ra phán quyết sơ bộ có lợi cho họ vào hồi tháng 3 năm ngoái. Trên cơ sở đó, tòa đã yêu cầu Nga ngừng ngay các hành động quân sự ở Ukraine. Các phiên xử mới dự kiến kéo dài đến ngày 27 tháng 9 sẽ không đi sâu vào nội dung vụ việc mà tập trung vào các lập luận pháp lý về quyền phán xử. Tòa cũng sẽ lắng nghe ý kiến từ 32 quốc gia khác, vốn đều ủng hộ lập luận của Ukraine rằng ICC có đủ thẩm quyền để xét xử vụ việc. Moscow cho đến nay vẫn phớt lờ lệnh của ICG về việc ngừng các hoạt động quân sự ở bên kia biên giới và tòa quốc tế không có cách nào để thực thi các phán quyết của mình nhưng các chuyên gia nhận định phán quyết cuối cùng có lợi cho Kiev có thể rất quan trọng đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường nào trong tương lai. Giới tình báo Mỹ dự đoán Ukraine sẽ ngừng bắn vô điều kiện. Giới chuyên gia tình báo Mỹ cho rằng những mục tiêu và chiến thuật của lực lượng vũ trang Ukraine còn nhiều hạn chế. Có thể Ukraine sẽ ngừng bắn vô điều kiện và các thỏa thuận hòa bình sẽ được ký kết theo các điều khoản mà Nga đưa ra. Cựu sĩ quan tình báo của Mỹ Scott Ritter cho biết một thỏa thuận hòa bình với Ukraine sẽ được ký kết theo các điều khoản do Nga đưa ra. Chuyên gia Ritter dự đoán rất có thể Ukraine sẽ đầu hàng vô điều kiện. Kiev rơi vào tình thế này do không sẵn sàng chấp nhận thực tế rằng lực lượng vũ trang Ukraine không thể đánh bại Nga và lấy lại lãnh thổ do Nga đang kiểm soát. Cựu nhà phân tích Larry Johnson cho biết Nga sẽ giáng một đòn mạnh vào lực lượng vũ trang Ukraine ngay khi lực lượng này cạn kiệt năng lực. Nga có một chiến lược được cân nhắc kỹ lưỡng, họ không đặt quân đội của mình vào tình thế nguy hiểm lớn mà tiến hành các trận chiến phòng thủ nhằm tiêu diệt và nghiền nát lực lượng vũ trang Ukraine. Ngay khi quân đội Ukraine mất khả năng chiến đấu, Nga sẽ giáng đòn mạnh. Theo chuyên gia Johnson, Kiev không còn đủ nhân lực để chiến đấu trong nhiều năm như giới chính trị gia phương Tây mong muốn. Ngoài ra, Ukraine cũng không có đủ chi phí để tiếp tục kéo dài tình trạng thù địch đối đầu với cường độ cao như vậy ngoài ra trong một cuộc phỏng vấn với cnn chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân mỹ tướng mark milley cho biết cuộc phản công của lực lượng vũ trang ukraine sẽ không khiến nga rút quân cuộc tấn công của ukraine dù có ý nghĩa quan trọng nhưng các mục tiêu hoạt động và chiến thuật còn hạn chế ngay cả khi đạt được mục tiêu hoàn toàn kiev sẽ không thể đánh bại nga tướng mark milley chia sẻ nhà lãnh đạo quân sự Mỹ từ chối cho biết Kiev có thể mất bao lâu để đạt được mục tiêu của mình, nhưng ông lưu ý rằng sẽ khá lâu. Đồng thời, tướng Milley miêu tả cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine sẽ kéo dài khó khăn và đẫm máu. Chiến sự Ukraine khiến Romania thấp thỏm Khi Nga tiến hành tập kích Ukraine dọc sông Danube giáp biên giới Romania, nhiều người lo ngại nơi đây có thể trở thành chiến địa giữa NATO và Moskva quân đội romania tuần qua gấp rút xây dựng loạt hầm tránh bom gần biên giới với ukraine sau khi phát hiện nhiều mảnh vỡ nghi của máy bay không người lái trong lãnh thổ các căn hầm được xây bằng bê tông lắp ghép bên ngoài phủ bao cát để bảo vệ người dân khỏi uav và tên lửa nga gần đây tăng cường sử dụng uav và tên lửa hành trình tập kích kho lương thực và hạ tầng cảng của ukraine sau khi rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc biển đen để ngăn Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua đường sông tới các nước láng giềng, UAV nga liên tục bay dọc theo sông Danube nằm giữa tỉnh Oresta của Ukraine và lãnh thổ Romania để tấn công mục tiêu. Điều này làm dấy lên lo ngại ở Romania, quốc gia thành viên NATO khi các mảnh vỡ UAV không ngừng rơi xuống. Iulian, người đàn ông Romania chăn cừu bên bờ sông Danube cho biết ông đã nhìn thấy UAV bay dọc sông để tấn công lãnh thổ Ukraine nhưng bị lực lượng phòng không của Kiev ngăn lại. Tôi thấy chúng bị bắn hạ ngay tại đó rồi khói lửa bóc lên, ông kể. Danobi, con sông rộng vài trăm mét chảy dọc biên giới Ukraine-Romania trước khi đổ ra biển đen là khoảng cách ngăn một cuộc tập kích vào Ukraine trở thành đòn tấn công vào toàn bộ Liên minh NATO. Nếu UAV Nga bay chạch mục tiêu và lao vào lãnh thổ Romania, xung đột quy mô lớn có thể bùng nổ bởi NATO có trách nhiệm bảo vệ đồng minh theo điều khoản phòng thủ chung của khối. Bộ trưởng quốc phòng Romania ngày 6 tháng 9 cho biết vật thể rơi xuống lãnh thổ nước này gần Ukraine có thể là mảnh vỡ UAV nga, mảnh vỡ rơi gần Brașov, ngôi làng Romania ở phía bên kia sông Danube đối diện với cảng Izmail của Ukraine. Ông Tiva nói các mảnh vỡ sẽ được phân tích để xác nhận nguồn gốc. thêm rằng khu vực phát hiện mảnh vỡ không áp lệnh sơ tán vì chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy chúng có thể gây ra mối đe dọa. Bộ Quốc phòng Romania ngày 13 tháng 9 tiếp tục thông báo phát hiện mảnh vỡ nghi là của UAV nằm giải rác ở quận Nafuru và Victoria ở thành phố miền đông Tusea, cách biên giới Ukraine khoảng 14 km. Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy Moskva đe dọa an ninh các nước láng giềng, gồm cả thành viên NATO ở thượng nguồn sông Danube, lưu lượng giao thông gia tăng trên chuỗi cảng sông, trong đó Ismail đã biến khu vực yên tĩnh này thành nơi có tầm quan trọng chiến lược. Nga đã tăng cường tập kích khu vực nỗ lực ngăn Ukraine sử dụng sông Danube như tuyến vận chuyển ngũ cốc thay thế khi biển đen bị phong tỏa. Moscow hồi tháng 7 rút khỏi sáng kiến ngũ cốc biển đen, thỏa thuận cho phép ngũ cốc từ Ukraine vận chuyển bằng đường biển, tuyến đường xuất khẩu chính ra thị trường thế giới. Moscow cũng thu hồi mọi đảm bảo về an toàn hàng hải liên quan, cảnh báo tất cả tàu hướng đến cảng Ukraine, giáp biển đen đều có thể bị coi là phương tiện vận chuyển hàng quân sự. Tàu chiến Nga tháng trước bắn cảnh báo về phía một tàu thương mại tiếp cận cảng ở biển đen. Tại cảng của Romania, các công ty vận tải chuyển biển ngũ cốc từ Ukraine qua sông Danube và các kênh đảo cũng như bằng xe tải và tàu hỏa, cho khi bốc hàng lên tàu hướng tới eo biển và địa trung hải. Nhưng vụ nổ do thủy lôi gần đây nghi ngờ là của nga trôi giạt vào vùng biển gần với Costa cho thấy rủi ro mà các khu vực gần vùng chiến sự phải đối mặt. Chúng tôi rất lo lắng, nga tiếp tục tạo ra những rủi ro mới, nguy cơ dẫn tới leo thang và tính toán sai lầm. Bản tin thời sự quốc tế đã tạm khép lại tại đây. Quý vị cũng đừng quên chúng tôi vẫn luôn cập nhật liên tục tin tức mới trong suốt 24 giờ. Hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại